Hello mọi người, lại là Mimi đây. Hôm nay Mimi sẽ bật mí cho mọi người một cách mà Mimi hay xả stress ở nhà, đó là ăn kẹo dẻo. Và đây là cái gói kẹo dẻo đầu tiên Mimi sẽ ăn, đó là kẹo dẻo vị bé đào. Mọi người nhìn nè, đây là một dĩa kẹo bé đào. Tao nói nhìn nó núng na, núng nính, yêu ơi là yêu luôn mọi người. Cái vị của nó tao nói rất là ngon nha. Khi mà cắn vào miệng tao nói nó nghe cái mùi của trái đào nó thơm ơi là thơm. Mà đặc biệt là mỗi lần mà xả stress á, ngoài á, ăn kẹo để mà thưởng thức cái mùi vị ngọt ngào bên trong của nó ra, còn dùng để trả trép nữa mọi người. Ta nói nhìn cái trái đào nó yêu ơi là yêu mà nó đúng ra đúng đính mà. Lần trước á, mình đã review cho các bạn cái ốp lưng hình bé đào rồi đó, nhưng mà chỉ là ốp lưng thôi, mình ăn không có được. Và lần này đó là kẹo dẻo bé đào nha mọi người, còn hay gọi là bé xin đó. Mọi người nhìn nè, tao nói nó đúng ra đúng đính ha, nhìn dễ thương ghê chưa. Một cách xả stress rất là hiệu quả nha mọi người. Và đây đó là kẹo bàn chân. Nào giờ mọi người có nghe đến kẹo bàn chân chưa? Ở đây có quá trời luôn nè, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu cam, màu đỏ. Cái bàn chân nhìn nó nhỏ xíu mà đáng yêu ghê vậy ta. Ở ngoài thì bọc một cái lớp bột gì đó, nói chung ăn khá ok nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, I love you mọi người.